Thưa quý vị và các bạn, hôm nay kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng 16 tháng 10 năm 1948, 16 tháng 10 năm 2023. Kiểm tra giám sát là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng, một bộ phận quan trọng trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng. Đảng ta luôn khẳng định lãnh đạo mà không kiểm tra coi như không lãnh đạo. Nhân dấu mốc quan trọng này, chúng tôi có bài phản ánh khái quát về công tác kiểm tra Đảng của tỉnh Hưng Yên. Từ một ban kiểm tra Đảng của tỉnh ủy với 3 đồng chí được phân công phụ trách, đến nay toàn Đảng bộ tỉnh Hưng Yên có 315 ủy ban kiểm tra các cấp với gần 1.400 cán bộ làm công tác kiểm tra. Trải qua các thời kỳ lịch sử, nhất là từ khi tỉnh Hưng Yên được tái lập năm 1997 đến nay, ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh đã thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm với phương châm hướng về cơ sở, chỉ đạo mọi vấn đề nảy sinh cần sớm được phát hiện và giải quyết ngay từ cơ sở, đặc biệt là từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay. Công tác kiểm tra giám sát có sự đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, tạo chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng. Trong nhiệm kỳ này thì ngay từ năm 2021, Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy cũng đã ban hành và tham mưu cho Ban Thường vụ tỉnh ủy ban hành 15 quy chế phối hợp để xác định rõ tổ chức đảng cũng như là các cơ quan có liên quan trong việc là tham mưu cũng như thực hiện nhiệm vụ kiểm sát. Và đặc biệt là Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy cũng đã xây dựng cái đề tài khoa học nâng cao cái chất lượng công tác kiểm tra các cấp khi có dấu hiệu vi phạm, và đấy là cái cơ sở để triển khai cái nhiệm vụ này đối với cơ sở, để làm sao mà những vấn đề nổi cộm nhất là cơ sở chậm được phát hiện, hay là những vấn đề mà nâu mà để cho người dân và đảng viên có ý kiến mà chậm được giải quyết, thì cái đề tài này cũng là giải quyết cái cơ bản cho cái nội dung này. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, số lượng các chủ thể được kiểm tra giám sát đều tăng cao so với nửa đầu nhiệm kỳ trước. Cấp ủy các cấp và chi bộ kiểm tra trên 6.300 đảng viên và trên 2.900 tổ chức đảng, giám sát trên 4.100 đảng viên và trên 1.900 tổ chức đảng, thi hành kỷ luật hơn 1.000 đảng viên và 20 tổ chức đảng. Chuyển hàng chục vụ việc sang cơ quan điều tra thông qua công tác kiểm tra giám sát và thanh tra. Ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm trên 800 đảng viên và trên 200 tổ chức đảng cấp dưới. Giám sát chuyên đề đối với gần 2.000 đảng viên và gần 1.200 tổ chức đảng, thi hành kỷ luật đối với gần 190 đảng viên. Các cấp ủy đảng rồi ủy ban kiểm tra các cấp cũng tăng cường việc kiểm tra, giám sát, việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp dưới và ủy ban kiểm tra cấp dưới. Chúng ta sẽ không đi làm hết được và chúng ta sẽ không làm thay cho các cơ quan tổ chức khác. Tăng cường giám sát trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cấp ủy viên cùng cấp và đảng viên thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý, tập trung kiểm tra giám sát vào những các địa bàn lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, quan tâm gắn với việc luân chuyển, đấy là cũng việc xây dựng phát triển các cái đội ngũ cán bộ kiểm tra giám sát ngang tầm với nhiệm vụ, đặc biệt là những cán bộ chủ chốt ở các cơ quan kiểm tra các cấp. Phát huy truyền thống vẻ vang của ngành kiểm tra Đảng, 75 năm qua, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp và đội ngũ làm công tác kiểm tra ở tỉnh Hưng Yên sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ theo phương châm công minh, chính xác, kịp thời, đồng thời lan tỏa tính nhân văn, nhân nghĩa, xứng đáng là thanh bảo kiếm trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng.